cỏ, mùa này cũng không có cỏ nữa thì hai đứa con cái cũng đi học hết nữa thì em muốn Cái đấy là món quà quý giá nhất của ta thì tao chỉ để mua mua rồi nhưng mà cần tái tái cái khứ ôi phải sợ ra để mua bên nó cho phút tao ta thì mùa này bò nó rất là gầy này vì là cỏ rất ít. đời em nếu mà không đi thì em cũng chả cho đi. Chào tiên sinh, gửi lời chào đến toàn thể cô bác anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cổ Núi. Hôm nay cháu Tuyên đang trên con đường đi nhà em Xá Cụt các bác ạ. Nhận được một thông tin của em Xá về vấn đề của em Xá rất là nghiêm trọng. Nên là hôm nay cháu Tuyên ngay lập tức phải lên đường. Tuy rằng đường rất là trơn và cực kỳ là khó đi, nhưng mà vẫn phải lên để xem thực hư câu chuyện nó như thế nào. Cái lúc em Xá gọi điện cho cháu Tuyên thì nói một cách rất là nghiêm trọng và thật sự là cháu Tuyên cũng không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay. Tuy nhiên thì các bác cô chú anh chị cũng đừng nên sốt ruột quá và cố gắng theo dõi thước phim của cháu để xem là cái sự tình công việc ngày hôm nay nó như thế nào các bác nhá. Bởi vì là liên quan đến gia đình em Xá thì đáng lẽ kết thúc lâu rồi, nhưng mà bản thân em Xá thì cũng là một trong những hoàn cảnh cực kỳ là đặc biệt khó khăn, nên là cháu Tuyên cũng muốn là có những cái hành trình lâu hơn, dài hơn về gia đình của em. Tuy rằng thì vợ của em đã về và con thì cũng khỏe mạnh, nhưng có vấn đề liên quan đến cái sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm của chú anh chị thì cháu Tuyên cần phải có mặt ở đây để mà thông tin đến các bác, cũng như là nhồi nhét tư tưởng cho em Xá để xem là động viên em và có những cái phương án để hỗ trợ cho em xem là như thế nào cho nó hợp lý các bác nhé. Về vấn đề của em Xá thì có lẽ là cô chú anh chị và quý khán giả đã đồng hành cùng với kênh Hoa Cổ Núi thì các bác cô chú anh chị cũng ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên thì về vấn đề này thì cháu Tuyên cần phải cân nhắc và cần phải có những cái phương án cụ thể để giúp đỡ cho em sao cho nó hợp lý các bác nhé. Về vấn đề em Xá thì các bác cũng đã biết rồi, vợ thì cũng đã về, gia đình thì nhà cũng đã làm xong và tất cả mọi thứ đều ổn định hết rồi, và con cái thì vẫn đang đi học. Tuy nhiên hôm nay có một vấn đề rất là quan trọng và cần phải có mặt cháu Tuyên ở đây. Và cháu Tuyên cần phải ghi hình cho quý khán giả, cô chú anh chị để được biết về cái câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện như thế nào và diễn biến làm sao thì mời quý cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục đồng hành cùng với kênh Hoa Cổ Núi và đồng hành cùng với cháu Tuyên đi xuống nhà em Xá xem là nhóm như thế nào và cần những cái sự hỗ trợ tư vấn nào của khán giả, cô chú anh chị, đặc biệt là các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với em Xá. Mời các bác, cô chú anh chị đồng hành cùng với cháu. Đường rất là trơn các bác ạ, xe cứ thế trượt đi thôi, phanh ăn nhưng mà gần như không có tác dụng rồi, sử dụng được có một phanh thôi. Nên này đường trơn cực kỳ nguy hiểm một đoạn này. Nó xảy một cái là hỏng luôn các bác ạ. Đường xuống nhà em Tín hay là em Xá thì luôn luôn là như vậy thôi, rất là trơn và rất là khó đi. Tuyến đường này thì chỉ có một cái đường duy nhất để kết nối với những cái nhóm hộ bên này, nên là để di chuyển thì bắt buộc phải đi cái cung đường này, không còn một cái đường nào khác các bác ạ. Ở đây thì nó gọi là đường cụt rồi, để đến cái nhóm hộ bên này là hết đường rồi.
trơn cực kỳ các bác ạ. Đây là đang đi số 1 rồi nhé các bác nhé. Xe gần như là nó trôi, kể cả là phanh thì nó cứ trôi như thế này thôi. Ở đây ấy, các bác mà là những người đi đường trên độ cao không quen, gần như là không đi được đâu. Không phải vấn đề là đường nhỏ hay là đá lô nhô, mà vào những ngày mưa gió như thế này ấy, thì chia sẻ với các bác cực kỳ khó di chuyển và cực kỳ khó lái xe luôn. Vấn đề là mình phải có đủ kinh nghiệm. Ở trên vùng cao thì các bác không cần phải thắc mắc là xe mua 1-2 năm mà nó đã tàn như thế rồi thì không có gì phải thắc mắc cả các bác ạ. Với những con đường như thế này thì đó là chuyện hết sức là bình thường. Cần được cua mà chỉ cần bóc phanh cái là nó sẽ tự đi, tự cua luôn. Các bác hiện tại thì cháu Tuyên đang có mặt ở nhà em Thím rồi. Bây giờ thì cháu sẽ di chuyển xuống nhà em Xá để thông tin với các bác về cái câu chuyện của em Xá nhé. Rất là sốt ruột và rất là hoang mang hiện tại bây giờ thì không biết là em Xá có ở nhà không. Hy vọng là em sẽ ở nhà để mà chờ cháu Tuyên vào và chia sẻ cho các bác xem là câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Ở đây, cái mía này ra hoa hết rồi. Ra hoa rồi các bác này. Bây giờ cháu Tuyên sẽ bẻ một cây nhá. Đằng nào thì cũng ra hoa, nó cũng hỏng rồi mà. Bẻ một cây cho các bác xem ở trong nó có bị giống nhá. Đây là ra hoa hết rồi các bác nhá. Đây, trên này nó bông hoa như cái hoa chít nhá. Cái này thì không bán được rồi, bây giờ là nó già rồi. Đây, trông nó bị giống như thế này này, các bác này, bị xốp kiểu như này này. Đấy, xốp như này này. Nhưng mà vẫn ăn được, kiểu nó không ngon mấy thôi. Nó không ngon mấy nhưng mà nó cứng, cái tầm này là kể cả nó không bị xốp thì nó cũng rất là cứng. Ngon gì ngon cha. Hả? Rồi. Rồi các bạn đến về có ăn nhiệt chiến đấy nó. Tôi dùng. Tôi dùng mà. Ngon mụn. Rồi bạn chá mang về cho các anh em ăn. Quên nhé, mời các bác nhé. Đồ sản vật ở trên vùng cao thì nó rất là sạch, không sợ về cái vấn đề thuốc thang đâu. Ở đây thì tất cả mọi thứ đều là cha gà mù phay mổ nó nói á. Vô mù chế, cho tôi mùa mụ. Vô, cho tôi mùa mụ. Đường rất là trơn các bác ạ. Ra hoa hết rồi. Cả cái vườn dưới cái này cũng ra hoa rồi đây này. Không biết giờ, bây giờ mà không bán thì gần như không bán được rồi. Bà con bây giờ người ta đi làm thuê hết rồi. Với lại cái này bị đổ ấy các bác. Này. Bị đổ như thế này nó mất giá rồi các bạn. Mất giá rồi vì nó đổ nên nó cong keo hết rồi. Nó phải là cây thẳng cơ thì nó mới có giá. Bị đổ xong thì ra hoa như thế này thì một số cây to á, là trong nó bị xốp rồi. Này nó già lắm rồi. Bà này đang trồng cái gì đây?
Bà này xong trồng cỏ hay trồng cái gì, trồng cỏ voi các bác. Chó chi à po? Ờ, chó chi? Ồ. Trồng cỏ các bác. Chó con nhà em xá này các bác này, có cái con chó mà đợt trước suýt bị thịt cái hôm tân gia ấy, suýt bị thịt, hiện tại bây giờ nó đã đẻ ra con mới rồi. Ờ, nhất trí là chị mua lứa chị là hả? Ờ, chào xá nhá. Ô, Thanh ở nhà không đi học à? Hả, Thanh sao không đi học? Vấn đề thì treo. Nhà nào đi bây giờ gần Tết thì nhà nào cũng có này các bác. Chị muốn gần đây là hả? Dạ chị muốn. Người đâu về? Mấy ngày nay mưa quá ở nhà đây, trong bò đấy anh ạ. Chăn bò. Ôi giời ơi. Cả một con lợn được bằng này thịt đấy. Ăn cũng ăn gần hết rồi. Rồi vợ về ngồi đây này. Ở giàu đi mà. Một con kia lò là. Đi đâu? Đi chợ về. Vâng. Đi... Hôm nay chợ nào? Chợ Sông Thái anh ạ. Chợ... Hôm nay mà? Vâng. À thứ bảy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Vâng, thứ bảy. À. Ủa, mưa thế mà vẫn đi được á? Đi bộ. Bộ á? Vâng. À. Dính, dính đâu? Dính đi học chưa về anh ạ. Đi học chưa về? Vâng. Ừ. Hai vợ chồng chào các bác đi. Vâng. Lâu lắm không gặp rồi. Vâng. Cháu xin chào tất cả các bác, các cô, các chú và các mạnh thường quân và anh Tuyên ạ. Lần này hai vợ chồng có hay chửi nhau không đấy? Hả? Không anh ạ. Không à? Vâng. Vẫn thương nhau cái gì? Vâng. Thương nhau là tốt rồi. Vâng. Chỉ sợ là công việc áp lực rồi là các thứ thôi. Vâng. Vợ có đòi đi công ty không? Hả? Vợ thì có lúc anh em đi đồng đồng thì nó muốn đi, nhưng mà em bảo là nếu mà đi thì em đi, em đi họ cũng không lấy, thì nếu mà đi một mình thì cũng không yên tâm để ở nhà đâu. Đi một mình là mất vợ đấy. Không đơn giản đâu. Mất như chơi đấy. Đi xuống cái kia nhiều cái cám dỗ lắm. Tốt nhất là ở nhà thôi. Bây giờ thực ra nếu mà đi công ty thì nó cũng có nhiều cái lợi. Lợi đối với người mà muốn chơi, đúng muốn rồi. Được đi chơi thôi. Chứ còn để đi kiếm tiền thì nó cũng khó. Bởi vì là kiếm nó cũng chả kiếm được gì. Đi biết giữ thì được một vài đồng, không biết giữ thì lại chả được gì. Mà mục đích đi công ty thì cái gì? Kiếm tiền xong về làm nhà thôi. Bây giờ nhà cửa đàng hoàng rồi, kiếm về làm gì đâu, đúng không? Ở nhà chăm sóc các con là làm việc nhà. Có rau ăn rau, có thịt ăn thịt, chả hạnh phúc cũng tội gì phải đi xa. Vâng, thế thôi anh ạ. Con rau thì ăn rau, có ớt ăn ớt thôi. Đúng rồi. Vâng. Đối với những người biết trân trọng cuộc sống và biết cái hạnh phúc là gì thì chỉ cần ở nhà và ăn rau, được ăn cơm và được mạnh khỏe với nhau thì sống với nhau cho dù là một cái thời gian ngắn thì nó cũng là một cái niềm hạnh phúc. Còn để mà sống theo kiểu là chạy đua theo cái những cái sự thay đổi của xã hội thì thật sự rất là khó các bác ạ. Cái đồng tiền nó chỉ là một cái gì đấy, nó chi phối con người thôi, nhưng mà vấn đề là mình biết trân trọng thì cuộc sống của mình nó vẫn là cái gì đó rất là giá trị. Hôm nay thì cháu đến đây và thông tin với các bác về vấn đề em Xá có gọi điện. Thì bây giờ em Xá sẽ là chia sẻ xem là như thế nào. Em có gì muốn nói với anh thì em có thể chia sẻ lên đây. Sau khi mà nghe cuộc gọi của em thì anh cũng khá là buồn, bởi vì liên quan đến cái sự hỗ trợ các bác thì nó là một cái sự biết ơn đối với các bác thôi. Mình tận dụng cơ hội thôi.
chả mấy khi cả đời mình có khi chỉ được hỗ trợ một lần thôi, nên là cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ. Đối với anh thì anh cũng khuyên các em như vậy thôi, còn đấy tùy các em. Em biết trân trọng, các em biết quý giá và các em biết tận dụng cơ hội để mà gìn giữ những gì mà các bác cho, thì đấy là tùy các em. Anh không có quyền để ép buộc các em làm điều mà các em không muốn. Tuy nhiên thì có như thế nào thì em có thể chia sẻ với các bác, đấy, thông tin với các bác rõ. Nếu hai vợ chồng được thống nhất như thế nào thì đấy em cứ nói lên. Trong bảo là thời gian này thì cũng hết cỏ trồng rồi, thì cũng cỏ mùa này cũng không có cỏ nữa, thì hai đứa con cái cũng đi học hết nữa, thì em muốn bán con bò mà các bác cho để chuyển sang nuôi lợn. Nhưng mà anh thấy nuôi lợn nó vất vả hơn nuôi bò chứ? Vâng, thì bởi vì lợn thì nó ăn rau với lại ăn, nói chung là ăn ngô cái thứ, nói chung nó cũng ăn nhiều hơn là bò. Nhưng mà em lại nghĩ lại bảo là em cũng không đi giúp được vợ các cỏ nên thì em muốn chuyển sang nuôi lợn. Vâng, bây giờ em thử tính ra nuôi lợn thì cái giá trị kinh tế nó phải vượt trội hơn nuôi bò. Em phải nêu ra được những cái sự vượt trội đó, và ưu tiên bản thân em đối với cái con vật nuôi thì em phải đưa ra những cái lý do cụ thể để cho các bác hiểu được là mình nuôi lợn thì có những cái lợi thế gì. Ví dụ như là mình nuôi lợn thì mình có kinh nghiệm hơn, hay là nuôi lợn thì nó dễ dàng, mà dễ dàng ở cái công đoạn nào. Em phải nêu ra rõ ở cái đó. Đối với anh thì anh không quan trọng về vấn đề vật nuôi các em, nhưng mà cái mà anh đang nói ở đây á, cái vấn đề mà em vừa chia sẻ thì anh cũng suy nghĩ khá là nhiều. Bởi vì là thực ra anh đến với em thì cũng là muốn giúp cho em thôi. Thì từ đầu các cô các bác giúp đỡ thì em cũng nói là muốn nuôi bò, bởi vì cái thời điểm đấy thì mình không có chuồng, không có chuồng lợn, nên là em muốn nuôi bò. Thì lúc đó anh cũng đã đáp ứng những cái nhu cầu và những cái nguyện vọng của em. Nhưng mà đến bây giờ thì em lại bảo là em nuôi lợn. Thì bây giờ em phải đưa ra được những cái lợi thế và đưa ra được những cái lý do cụ thể để mà mình chuyển sang vật nuôi khác. Tức là cái tỷ lệ thành công của mình nó phải cao hơn cái vấn đề nuôi bò. Và nuôi bò thì cái giá trị nó đem lại thì nó rất là rõ rồi, bản thân em cũng hiểu. Nhưng mà để mà nuôi bò thì chắc chắn là nó sẽ vất vả hơn. Nhưng mà không có gì vất vả, không có gì là không vất vả cả. Chú thấy sao? Chào sao? Chú chào sao? Xin đi sao? Nó phi. Anh thì anh vẫn ủng hộ thôi, bởi vì là sự thay đổi nào thì cũng đem lại cái giá trị kinh tế nó cao. Nhưng vấn đề là anh muốn là em giữ một chút đó, một chút gì đó là kỷ niệm. Theo anh thì như thế này, cái con kia là con đực hay con cái? Con đực thôi anh ạ. Theo anh thì thế này, tức là cũng nên để một cái gì đó để làm cái món quà để giữ lại kỷ niệm với các bác. Đặc biệt là các mạnh thường quân quý em thì các bác mới cho. Thì anh nghĩ là nếu mà em chuyển đổi thì nên chuyển đổi một cách từ từ. Em hiểu ý anh không? Anh thì rất là ủng hộ về vấn đề em thay đổi và muốn phát triển kinh tế theo một hướng khác. Nhưng mà mình phải thấy là mình không thể thay đổi trong một phút một lát được. Ví dụ như em cân nhắc thì anh nghĩ là nên như thế này thì hợp lý hơn. Lấy cỏ thì nó là một vấn đề rất là nan giải, bởi vì thời điểm bây giờ thì cỏ nó cũng vào mùa đông nó cũng chết khá là nhiều. Thì anh thử nêu ra một cái lý do, một cái phương án như thế này nhá, xem em thấy hợp lý không nhá. Thì bây giờ em chuyển đổi thì chuyển đổi dần thôi. Thì em thử cân nhắc xem là nên bán con mẹ để lại con để mình nuôi con. Tại vì là anh biết đó,
thường nuôi bò đực thì nó có giá hơn với bò cái. Nuôi bò cái thì mình nuôi phát triển để nó sinh đẻ thôi. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì em bảo là cái vấn đề cỏ nó khó lấy đúng không? Vâng, cỏ như em nói bởi vì muốn thì anh nghĩ là thôi thì vất vả thì mình cũng đã được vất vả rồi. Vâng. Vẫn phải để một cái gì đó để cho vợ làm đúng không? Vâng. Thì em nên thay đổi từ từ, tức nghĩa là em bán con mẹ đi. Thì vâng. thừa sức em mua lợn mà anh nghĩ là con mẹ cũng phải trên 10 triệu rồi đúng không? Nó không phải được trên đấy đúng không? Chắc cũng tầm tầm Em đấy. thử cân đối xem là như một số người người ta bán ấy. Tức là Vâng. em muốn bán thì em cũng đã hỏi thị trường rồi đúng không? Thì Vâng. em thử nghĩ xem là con mẹ thì nó sẽ đáng giá khoảng bao nhiêu tiền người ta mua. Vâng, bởi vì em thì cũng suốt ngày ở nhà thôi thì cũng không chưa biết giá, nhưng mà chắc thời bây giờ thì không đi được Trung Quốc nên thì chị bán giá theo giá thị trường thôi anh ạ. Ừ. Vâng. Thì theo như em dự tính thì nó sẽ được khoảng bao nhiêu tiền? Theo như em dự tính Còn nguyên con mẹ thôi thì được khoảng bao nhiêu tiền? trong tầm 10 triệu, 11, 12 như thế thôi anh ạ. Ừ, nhưng mà Vâng. con được giá thế. Ví dụ bán cả mẹ con thì là được khoảng bao nhiêu tiền? Bán cả một cạp thì chắc cũng 10, 19 hoặc là 20 như thế thôi. 19 Vâng, 20. bởi vì bây giờ thôi, bây giờ không đi được Trung Quốc nữa, xong là trong bò nó rất là rẻ anh ạ. Ừ, anh cũng hiểu. Vâng. Bởi vì châu bò thì thực ra mình nuôi là mục đích là lấy phân Vâng, lấy phân để trồng trọt. để trồng phục vụ cây trồng của mình thôi. Vâng. Nhưng mà anh nghĩ là để mà an toàn hơn cho cái vấn đề chuyển đổi giống vật nuôi của em ấy Vâng. thì em nên chuyển đổi dần dần. Vâng. Theo anh nghĩ là như vậy. Có Vâng. thể là em bán con mẹ, Vâng. thì bán con mẹ đó xong thì em có thể nuôi con. Thứ nhất Vâng. là tạo công việc làm cho vợ để tránh trường hợp là vợ lại đòi đi công ty thì lúc đó em Vâng. không có việc để mà giữ chân vợ thì rất là khó đúng không? Đúng. Nuôi lợn thì đến lúc mình chuyển đổi một cái sang lợn thì dĩ nhiên là mình mua lợn con đúng không? Đúng. Thì cái khối lượng công việc mình làm cũng không phải nhiều. Lúc Đúng. đó là lợn nó chưa ăn nhiều. Đúng. Mình nuôi cũng không thể nuôi được nhiều. Vâng. Như hai cái chuồng này thì em chỉ nuôi được khoảng 4-5 con thôi. Vâng. Nhiều quá thì mình cũng lại vất vả không nuôi được. Bản thân em thì đâu có đi lấy rau được nhiều Vâng. đâu. Với lại Có thể vẫn đi lấy được nhưng mà không nhiều. mình ít ngô nên thì nuôi nhiều mình cũng Đấy, không không chăm quan được. được. Vấn đề là như thế. Vâng. Cho nên là anh nghĩ là em nên chuyển đổi từ từ, Uống thì nước. cái phương án của Vâng. anh đưa ra thì anh thấy là nó cũng khá là ổn đấy. Vâng. Thực ra thì anh em mình ngồi với cái hoàn cảnh là anh em để Vâng. mà góp ý lẫn nhau cho phát triển sao đúng cách thôi. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Thì em xem là cái phương án của anh đưa ra và khuyên em như thế thì em thấy nó có hợp lý hay không? Anh khuyên như thế là một điều cũng rất là mừng đấy anh ạ, bởi vì cái đấy là món quà quý giá nhất của các mạnh thường quân và các bác, người ta thương thì người ta cho thì mình cũng nên để lại một ít để coi như là làm vốn. Ừ, Vâng. thứ nhất là Vâng. thế, thứ hai nữa là Vâng. để nhìn thấy nó thì mình cũng biết ơn đến các bác. À, cái này Vâng. là của các bác Đúng rồi. mà từ anh Tuyên Vâng. đến đây để hỗ trợ mình. Vâng. Mình nó là chuyện được không thì nó là vấn đề của các bác cũng hỗ trợ, nhưng mình phải chất siêu và biết làm sao để cái cơ hội của mình vẫn còn. Nếu Vâng. em chuyển đổi thì không phải là tỷ lệ thành công của em là 100%, Vâng. anh nghĩ là như vậy. Nó cũng sẽ bất cứ một cái gì nó cũng sẽ có rủi ro, nhưng mà mình sẽ chuyển đổi từ từ và Đúng có rồi. những phương án chuyển đổi nó đúng với mục tiêu mà mình đặt ra Vâng. thì nên chuyển đổi làm sao cho đúng cách. Thì anh nghĩ Vâng. là em nên bán con mẹ, bởi vì thời điểm bây giờ thì để con mẹ thì nó cũng khá là khó lấy cỏ, còn bán Vâng. con thì chắc chắn là người ta mua người ta cũng sẽ giả rất rẻ đúng không, Vâng. bởi vì là nó chưa biết tự lập Vâng. đó. Thì mình để con ở lại thì vẫn là nhốt chung với cái chuồng kia thì nó vẫn có vài con mẹ của họ kia thì anh nghĩ là nó sẽ đỡ hơn Vâng. đúng không. Vâng. Với lại cái khối lượng ăn thì nó cũng sẽ ít hơn đúng không, Vâng. chứ bây giờ em mà bảo là bán hết thì nó rất là khó. Vâng. Bàn với vợ xem, bởi Vâng vì anh ạ. thấy phương án này khá là hợp lý. Đâu, vợ đi đâu rồi? Vợ chị vừa mang nước về. Ừ, Nhìn nhờ. gọi vợ về đây. Ồ, nói rồi cá chết chan rồi tin làm. Yeah, cho vợ Đúng về rồi. đây để anh em mình bàn bạc cho nó xanh chín. Vâng. Anh thì anh muốn là bàn bạc xong thì đưa ra những cái phương án và những cái câu chuyện đưa đến cho khán giả một cách nó thực tế nhất.
Dạ. Dạ mà. Thì là thì giờ tôi chỉ chịu về giờ chỉ mua thành nuôi mua thùng đĩa lại cháy từ dầu đậu chỗ này. Giờ sẽ mua gì chẳng sẽ chỉ thả được tí là. Anh giờ Ừ. Nên mà chế tủ do lấy cho bò lấy cho giờ thì lấy cho uý tủ sử dụng là pu pe mà nhỉ ni mà nên mùa tà mà chỉ mua chín chia lá lộc ồ là pu chứ mà mùa chứ giờ chia chứ ga lò chứ dùng tà chứ này do nó chế tủ nên mùa nó mà khứ thì trừ nó mà muối tủ xả sẽ là nên dùng bùa rồi chỉ tủ dùng mà xin đấy có gì mà chè pu lấy cho mình nhổ một cảnh tác mà mỗi chỉ dùng mà chỉ dùng à, dùng mà chuối tù mình nhổ mà nếu dù mà thật từ nó lo mà nếu mà xả ờ à, chế tù dù hali chỉ cho nếu một mùa tà mà chỉ mua chỉ đó lấy cho bò lấy cho giả tây khá là mà chỉ dùng lắm là tôi với tôi sử dụng là pu số mà chỉ bao hành đi trà này ừ Vợ bảo là các bác cho thì cũng là một điều rất là mừng, nhưng mà thời gian này thì con cái cũng dính với lại bé Thanh cũng đi học hết, với lại mùa này là mùa mùa khô, xong là không có cỏ nó chưa mọc nữa, xong là rất là hiếm cỏ nữa. Ừ. Nếu mà hôm nọ được anh Tủa cho một ít cỏ trồng, nếu mà cắt của anh Tủa hết thì sợ không có cái gì cho bò ăn nữa, thì muốn xuất chuồng xong là chuyển sang thành nuôi lợn, bởi vì thời bây giờ nuôi lợn thì như kiểu có giá hơn, với lại nhiều chủ hơn ấy. Ừ. Và bò nuôi cũng tốt thôi, nhưng mà chủ yếu là lấy phân trồng trọt, còn không sang được Trung Quốc nữa thì giá nó rất là rẻ anh ạ. Ừ. Ra anh thì anh cũng hiểu rồi, nhưng vấn đề là muốn để hai vợ chồng em chia sẻ. Wow. Và tự bàn bạc với nhau. Wow. Theo anh nghĩ thì để mà hợp lý hơn và chuyển đổi từ từ, kể cả mình không có vấn đề là mình không có nghĩ đến cái gì khác thì nên là chuyển đổi từ từ và wow. Như anh vừa nói đấy là để cho vợ có việc làm nữa đi. Wow. Thì nên bán một con thôi. Wow. Có thể là một con thì với vấn đề lấy cỏ thì các em cũng đã đồng hành lâu rồi. Wow. Thì nên để lại một con. Wow. Để mình có việc làm. Và thứ hai nữa là cái thời điểm này thì nó chưa có cỏ, có thể là bò em nuôi từ giờ đến hết năm nay. Wow. Thì nó cũng lớn rồi, mà đến cái con bò con á, nó mà lớn á, mà đến lúc mà nó ăn nhiều á. Wow. Thì cái thời điểm đấy thì cỏ nó cũng mọc rồi. Wow. Đúng không? Wow. Bây giờ nó còn nhỏ thì nó cũng ăn khối lượng không đáng bao nhiêu cả. Wow. Đúng không? Thì mình có thể mình tạm thời mình nuôi con đi. Wow. Động viên vợ là thôi thì các bác cho. Wow. Thì đó là tình cảm của các bác. Nhưng mình chuyển đổi thì cũng phải bảo vợ là nhất là vợ em thì không được học hành nào hoàng thì không biết. Wow. Chỉ biết là nông dân thì phải làm thế này, nông dân thì phải làm thế kia thôi. Wow, đúng rồi. Thì bây giờ em động viên vợ là vấn đề là em được đi học đào hành nào hoàng, em biết và em hiểu. Động viên vợ là bây giờ
mình chuyển đổi thì nên chuyển đổi từ từ, một cách bình tĩnh. Và từ từ nuôi lợn thì mình cũng chuyển đổi sang nuôi lợn thì nó hợp lý. Nhưng mà mình chuyển đổi làm sao để cho nó hợp lý thì nên chuyển đổi từ từ. Có thể là tiền thì bây giờ bán thì chắc chắn là em, hai vợ chồng em sẽ có những cái chi tiêu nó sẽ hết thôi. Anh nghĩ là như vậy, ai cũng vậy thôi. Đúng rồi. Khi có tiền trong tay thì tiêu dần nó cũng hết. Đúng rồi. Nhưng mà làm như thế thì mình sẽ tạo ra một cái khoảng cách để mình lười. Vâng. Sau đấy thì sau này cuộc sống của mình nó sẽ khó khăn đi. Đúng rồi. Có thể là hiện tại bây giờ các bác đang giúp đỡ thì đó là của các bác giúp đỡ. Nhưng mà đến lúc hết cái sự giúp đỡ các bác rồi thì mình sẽ không còn gì để mà bấu víu nữa. Đúng. Lúc đấy là gọi anh thì nó cũng khó ra. Vâng. Anh thì anh cũng rất là tự hào về hai vợ chồng của em. Vâng. Sau khi mà anh chia sẻ giúp đỡ cho tất cả mọi thứ thì các em cũng rất là biết trân trọng và rất là biết chia sẻ cũng như là tận dụng cơ hội để mà phát triển kinh tế. Tuy nhiên để chuyển đổi và em thay đổi cái vật nuôi, em gọi điện cho anh để mà hỏi ý kiến anh thì anh nghĩ như thế là đúng. Bởi vì là bản thân các em thì ở trong bản trong xóm thì để mà thay đổi cái gì thì cần phải có những người lớn để mà tư vấn thì nó là hợp lý. Vậy anh em mình thì bản thân anh thì biết cái gì anh chia sẻ cái đó, nhưng mà theo anh á, để nó an toàn hơn thì em nên chuyển đổi từ từ. Mà thứ nhất là bây giờ các bác giúp đỡ rồi thì nên có một cái gì đó để nhìn nhận lại cái sự hỗ trợ các bác. Thì nhất là em nên nuôi con, có thể bán con mẹ đi để giúp đỡ vất. Nhưng mà vẫn phải để một con để mình lấy vốn. Có thể là tiền mà em mua, em bán một con bò đi thì không thể sử dụng hết cái số tiền đấy để mua lợn được. Mình cũng không thể nào mua lợn to về để nuôi làm thịt được. Đúng không? Mua lợn to thì nó không phát triển được. Đó. Thì mình chỉ mua lợn con thôi. Lợn con thì bây giờ em mua hết khoảng 3-4 triệu thì có mà em nuôi còng lưng còn không hết được, đúng không? Nó lợn ở trên vùng cao thì nó cũng gọi là con nào đắt thì nó cũng tầm khoảng độ 1 triệu một con. Đúng không? Lợn đen thì tầm đấy thôi. Lợn đen cũng 1 triệu. Nên mua tầm đấy thôi. 3-4 rồi. Triệu tầm 1-2-3 quay đầu thôi. Mình không nên mua con to quá. Vâng. Cũng không nên mua con nhỏ quá. Đúng rồi. Thì cân nhắc và cân đối xem với vợ xem là bàn bạc xem là thế nó hợp lý hết chưa. Và anh nghĩ thì như thế nó là ổn. Đấy, cái phương án thì là như thế. Còn đâu thì cái hôm mà em gọi điện cho anh ấy, anh cũng rất là bất ngờ. Bởi vì là vừa mới nuôi được hơn 1 năm thôi nhỉ. Được chứ. Đúng rồi, hơn 1 năm. Hơn 1 năm thôi. Mà các em lại có những cái sự thay đổi thì đó là một cái gì đó nó cũng khẳng định cái sự nhìn nhận về cái thực tế cuộc sống. Các em về với nhau rồi thì có những cái nó cân nhắc, mình tính toán, mình phát triển thì cũng hợp lý thôi. Nhưng vấn đề là mình theo xu hướng xã hội. Họ cần gì thì mình đáp ứng cái đó. Nhưng mà cũng không nên đi vào sâu quá. Đến lúc là ví dụ như em nuôi một cái gì đó, em chưa nuôi thì em sẽ nhận thấy là cái này họ đang thiếu. Nhưng mà thực tế đến lúc mình nuôi về thì rất nhiều người có để mà bán. Lúc đấy lại tụt giá. Không có ai mong muốn như thế cả. Nên là sống trên đời em nên cân nhắc và tính toán làm sao cho nó cẩn thận. Nuôi vật nuôi thì cái gì nó cũng có rủi ro hết. Đúng rồi. Đó. Nên làm sao để cho nó đúng và đủ thôi. Anh nghĩ như thế là ổn. Với các con bây giờ đi học hết rồi các bác. Bé Thanh, bé Dính thì đi học hết rồi. Còn có hai vợ chồng thôi mà. Chính ra thì có một người làm thôi. Như em, vợ của em làm thôi. Còn chuẩn bị làm nương nữa nhỉ. Nương thì lại rất là xa. Tít dưới suối dưới kia cơ. Nhưng mà anh thấy năm nay họ đi công ty khá là nhiều ấy. Có nhận được cái miếng mảnh nương nào mà mình kiểu như là trồng rẽ không? Trồng rẽ để chia ấy. Cũng chưa hỏi anh em anh ạ. Hỏi anh em xem trồng như thế thì thực ra họ không làm được thì họ để cho mình làm thì họ cũng không chắc cũng không lấy nhiều đâu. Và mấy năm nay thì nó không lấy đâu, người ta cũng không nuôi ấy các bác. Và với lại thời gian này anh em cũng đi công ty nhiều, nếu mà hỏi thì chắc cũng có anh ạ. Rồi bây giờ thống nhất phương án là như thế nhá. Xong là bảo với vợ. Cái lời nhất là tranh thảo với chứ. Cái lời thì mới được ra cháy, được ra bút cho giờ lo bố xem mà nó cháy được. Sao từng nghe, sao một từng nghe. Đi xem nào. Đi xem một tí xem nào, con của nó lớn chưa?
Vâng. Nó lớn thì mình để con nó hợp lý hơn. Vâng. Cái này không dọn đi à? Xá? Cái này cũng chưa dọn anh ạ. Dọn đi đi, để đây làm gì? Dọn đi sạch sẽ đi. Em bảo là nếu mà định mua một hai bao xi về xong là dáng hả? Dạy nó vào xong là lám như kiểu ở đây nó mới đỡ bẩn. Cũng được nhưng mà sân thì nó như thế này rồi thì em nắng thì nó vẫn thế. Đúng không? Nói chung là nếu mà để sân sạch thì nó phải kết nối với con đường nó cũng sạch. Đúng không? Đúng rồi. Kết nối với con đường thì nó như thế này thì nó cũng khá là vất vả đấy. Không thể giữ được cái độ sạch của cái nền nhà mình, cái sân nhà mình đâu. Thời gian này gầy đấy. Như kiểu mùa đông xong là lông nó sụp ấy. Đấy con cũng lớn rồi mà. Con này lớn rồi chứ. Thế thì bán con mẹ thôi, anh thấy là hợp lý đấy. Bán một con đi. Hôi thế nhỉ? Hôi mùi như kiểu mùi gì ấy. Mùi có con gì chết thối ở đây ấy. À. Con gà hay con gì chết ở dưới này á. Tết tuổi rồi đấy. Chị chư rồi. Từ thay anh học có trẻ ạ. Mùa này bò nó rất là gầy này vì là cỏ rất ít. Vâng. Ở dưới này không phải cỏ của ai à? Dưới này là cỏ của các chú ở bên hạt xóm này. Vâng. Có cái buồng chuối kia nó chín thối hết rồi kìa. Vâng. Rơi nó ăn hết rồi. Vâng. Bán con mẹ này đi đi. Xong là để con này thôi. Con này con đực chứ nhỉ? Con đực. Nuôi con này hợp lý này. Từ giờ đến cuối năm là có tiền đấy. Nhỉ. Yeah. Con bé cái nhìn đẹp nhỉ. Vâng. Bò đen này nhìn nó kiểu mùa này nhìn nó gầy lắm nhỉ. Vâng. Ăn no sao bụng to thế? Ăn cho cũng cho nó ăn no mà tối thì mới cho cám. À. Vâng. Cám kiểu cám lợn nha. Vâng. Mùi này mùi gà chết rồi đúng rồi. Rất là hôi. Vâng. Nên tìm xem nó ở đâu. Vâng. Cỏ dưới này dài hết sao họ không chặt cho bò, cho trâu? Sao để thế? Thì chả biết anh em các chú ở bên này, cỏ của các chú mà chả biết các chú không thấy chặt. Nhỉ, phí nhỉ. Này để này nó ra hoa rồi. Già. Già rồi. Bây giờ già thế này không nên cho rồi. Vâng. Già bây giờ chỉ lột lấy cái ngọn, lột lấy cái lá thôi. Vâng. Thế thì cân đối xem, bảo vợ xem, anh thấy như thế là hợp lý đấy. Vâng. Mùa đông thì lạnh lắm nhỉ. Nên châu bò này phải che được ở dưới này này. Vâng, phải che được cho nó ấm ấy. Nếu mà lại có bạt thì phải lấy một cái bạt. Một cái bạt chùm từ bên dưới này. Vâng. Nhưng mà chùm vẫn phải để cho nó thở, không kín quá này nó. Vâng. Không ấy. Vâng. Có những cái chuồng nó kín quá, bò nó mình thả ra nó không biết đi ấy. Nó lạnh không phải là không biết đi mà nó cóng cái chân ấy. Vâng. Đứng nhiều quá nó cóng chân. Vâng. Thế này thì buộc ngắn này nó có nằm được không? Có anh ạ. Em buồn dày thì nó lại đi đi lăn lại thì nó sợ nó lại nhấm vào cái con của họ. Hợp lý. Vâng. Được rồi. Bây giờ cũng khá là lớn rồi các bác ạ. Bỏ con thì này thì ở riêng được rồi. Nói chung là tách khỏi mẹ là được rồi. Không cần phải ở chung với mẹ nó đâu. Đây này, con chó đang nuôi con này các bác này. Đấy. Còn một con thế à? Còn một con hôm nọ bị 3 ngày không ăn cơm xong là bị cứ nôn nôn xong là chết rồi. Vâng. Phí thế. Kiểu đợi... Con của anh còn con của anh còn sống mà, còn béo ấy. Con cái con đuôi dày kia nó bị dịch xong là chết rồi anh ạ. Phí nhỉ. Vâng. Giờ còn mỗi một con này đẹp. Vâng. Mà con của anh nó cũng phải mập hơn con này ấy. Nó em xá cho một con mang đi nuôi giờ nó lớn rồi. Lớn nó cũng lớn hơn con này một tí. Béo hơn, nó béo hơn con này này. Anh cho nó ăn đủ chất. cho ăn đủ chất này nó không lớn cũng ăn bình thường thôi mà cơm nguội thôi. Nhưng mà đi kiểu một hai ngày là nó ăn hơi kém vì lúc đấy là nó vừa mới tách của mẹ cái sữa cái thứ đây. Đi vào nhà nước cái này. Nhìn nhỉ. Ăn kho. Tối. Lạnh quá các bác ở trong nhà này. Ăn cái khó rau uống món rồi. Cái ông nó rau po uống món rồi.
Anh ở nhà lên hả hay là đi đi đâu quay về? Anh ở nhà lên thôi mà. À. Thì hôm nọ nghe em nói như thế thì anh cũng tranh thủ thôi. Vâng. À, anh đang chuẩn bị xuống Hà Nội để chữa chân. Anh chứ... bị đau chân mà. Thời gian này vẫn chưa khỏi á anh? Chưa, bây giờ không khỏi được. Bắt buộc phải đi chữa một thời gian. Chữa ở... Ừ. Anh đi khám xem ở Hà Nội xem là nó bị cái gì ấy. Lúc mình mới biết về để lấy thuốc nam thôi. Đúng rồi. Chứa cái gì thế thôi các bác ạ. Nên dùng thuốc nam thì nó nhanh khỏi hơn. Vâng. Còn nếu mà mình sử dụng thuốc Tây thì cũng được. Nhưng mà nó phải là thuốc chuẩn cơ. Vâng. Mà thuốc Tây thì rất là đắt. Vâng, đúng rồi. Không hề rẻ một tí nào. Vâng. Dùng thuốc nam thì có thể là giá cả nó ok hơn. Vâng. Và thuốc nam thì mình hiểu, mình biết về nó thì vâng. cái tác dụng phụ của nó ít. Vâng. Đặc biệt là thuốc nam thì các bác sử dụng chữa bệnh thì các bác phải biết cách để mà dùng cho chuẩn. Vâng. Còn nếu như mà dùng mình kiểu dùng không chuẩn đó, là nó hay bị nó không có tác dụng. Vâng. Không khỏi thậm chí còn nặng thêm. Vâng. Hai vợ chồng là cũng chịu khó đấy. Dính đi đâu rồi? Dính hôm nay đi học xong là đang về đến nửa đường. À đi bộ à? Vâng, đi mưa này đi mưa, bộ mưa quá, xe không đi được rồi. Xe không đi được. Xe vẫn để ở nhà chứ? Xe đạp vẫn để ở nhà mà. Ừ. Nó có lấy đi học bao giờ không? Nó cũng bảo em bảo là em bố cho nó lấy đi học nhưng mà em bảo là ở đường thì nhiều xe quá, em như kiểu trẻ con thì mình không yên tâm ấy. Ừ. Đúng lúc ô tô các thứ nó vào thì sợ trẻ con nó lại điều khiển nó tay lái nó yếu xong là sợ nó lại xảy ra chuyện thì rất khó, xong là để cho nó theo mấy đứa cháu ở bên Lào nó đi bộ thôi. Ừ, vâng. Cũng được. Vâng. Nói chung là nghĩ để an toàn cho con thôi. Vâng. Thực ra mình không muốn là các con nó khổ đâu. Đúng rồi. Cái vấn đề là mình thì khổ quen rồi thì mình cũng rất tiếc để con cái nó khi nào nó lớn một tí thì vâng. mình cho nó đi. Vâng. Lúc đấy nó chắc tay. Vâng, chắc tay. Sang năm nữa thì Thanh chắc cũng chuyển sang trường bên kia rồi. Ừ, sang năm chắc là chuyển chính với anh ạ. Ừ, sang vâng. năm là lên cấp 2 chứ. Sang năm là lớp năm thôi nhưng mà năm ngoái thì ở điện trường Góc Cọt thì cũng không có lớp năm nhưng mà sợ năm nay chả biết có. Nhưng mà đủ có, học sinh thì nó vẫn cho học. Vâng, nếu mà đủ học sinh mượn lớp thì bọn nó vẫn dạy ừ. ở chỗ điện Góc trường. Cột. Vâng. Còn không thì chuyển vào trường chính hết anh ạ. Ừ. Vâng. Thực ra thì cũng có cái nó khó. Vâng. Ở đây thì đi học nó rất là xa. Tạo công tạo ấy. Cơ hội cho các cháu đi học thì đấy là trách nhiệm của một người làm cha làm mẹ. Vâng. Mình muốn cho các con mình có những cơ hội để mà thay đổi cuộc sống về sau thì mình cần phải có vâng. Cho các con đi học. Vâng. Đó là trách nhiệm của mình và nó là vấn đề cần phải vâng. phải cân nhắc thật kỹ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ kinh tế cuộc sống thì cũng ổn định rồi. Vâng. Tạo cơ hội cho các con đi học thì nó cũng là cái tốt. Vâng. Vì là bản thân mình thì thiệt thòi. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Em thì ngày xưa đi học chuyên nghiệp chứ đúng không? Đi học chuyên nghiệp là đang học dở. Cũng hầu hết cấp 3 cũng đi học chuyên nghiệp được một thời gian. Ừ. Nhà không có điều kiện thế thì lúc bà, đấy là ông bà cũng mất. Ông bà mất cũng nữa. Bỏ về nhà. Ông bà mà không mất thì khả năng là vẫn đi học đấy nhỉ? Nếu ông bà chưa mất thì khả năng ông bà vẫn nuôi tưởng mình thì chắc ừ. vẫn ừ. theo học ấy. Đấy như các bác cũng đã nghe câu chuyện của em Xá chia sẻ trước đó. Và ngày xưa thì ông bà nuôi, ông bà chăm sóc. Nhưng mà đến khi mà ông bà mất thì không có điểm tựa nữa, không có nơi để mà bấu víu vào nữa. Bố mẹ thì không lo. Ông bà thì gọi là ngày xưa là nhặt em Xá về nuôi thôi. Đến bây giờ thì lớn rồi. Muốn báo hiếu cho ông bà thì cũng không có cơ hội nữa rồi. Đấy, con người thì nó là như vậy. Cái chuyện sống còn thì nó là chuyện luân hồi. Luôn luôn xảy ra bất cứ ai và bất cứ với người nào đều có ngày đi và ngày về đó. Vâng. Cho nên là được sống ngày nào thì cố gắng giữ lấy hạnh phúc ngày đó. Vâng. Mình trân trọng cuộc sống đến ngày đó, đó là châm ngôn cuộc sống của mình. Nên có những cái biện pháp để mà mình sống làm sao cho nó hạnh phúc. Vâng. Dù là những cái ngày tháng ngắn ngủi. Với những người bình thường như anh em mình cũng nói, nhưng mà với những người đang bệnh tật ở bệnh viện ấy,
rất nhiều những hoàn cảnh người ta nằm viện chẳng quanh năm suốt tháng để xạ trị rồi là để chữa các cái bệnh ung thư hiểm nghèo ấy. Thì đến lúc họ trân trọng cuộc sống thì cơ hội của họ về cuộc sống nó không còn nữa. Mình còn được sống khỏe mạnh, mình còn được có cơ hội để mà tiếp cận và cơ hội để mà sống thì mình cứ sống hạnh phúc thôi. Nghèo một tí cũng được. Đói một tí cũng được. Nghĩa là sức khỏe sức khỏe ổn định là ổn được. Định. Cuộc sống hạnh phúc là được. Được sống một ngày cũng được nhưng mà phải hạnh phúc. Còn những người sống mãi mà không thấy hạnh phúc thì cuộc sống nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Đúng không? Cũng chán. Nhưng mà dĩ nhiên thì ở trong bản trong làng thì không thể nào mà nhàn nhã được. Đúng rồi. Cố gắng mình cũng phải vất vả một tí thì cuộc sống nó mới có nhiều cái để mình làm. Chứ còn nhàn quá thì suốt ngày chửi nhau làm gì đâu. Đúng không? Đúng rồi. Xích mích rồi các thứ. thôi thì hôm nay là chốt như thế nhá. Phương án thì là anh cũng đã nói với em ấy. Thì thứ nhất là em cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Còn thay đổi như thế nào thì anh em cần phải có những cái biện pháp để mà hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà theo anh nghĩ để mà đúng nhất thì là nên làm như thế. Chuyển đổi từ từ và chuyển đổi dần dần. Mình không nên thay đổi một cách đột ngột. Và làm như thế thì sau này cái vốn liếng của mình nó sẽ cạn đi. Đúng không? Thôi thì cố gắng, anh cũng động viên em như thế thôi. Bây giờ em cố gắng để mà động viên vợ là thôi không đi công ty nữa, ở nhà thôi. Vợ đi thì công ty là mất đấy, mất vợ đấy. Thì nếu mà em đời em nếu mà không đi thì em cũng chả cho đi anh. Đi là mất vợ ngay. Đi là thấy anh khát đẹp trai đi là nó đẹp trai thì rất nhiều người đẹp trai nhưng vấn đề là cái tư duy của mình nó chuẩn thì lâu là chưa cho không mốt à? Dính về đây. Dính không biết chào bác à? Dính là nó xấu hổ quá. Xấu hổ cái gì, đã lớn đâu mà xấu hổ. Phương án thì là như thế nhé các bác nhé. Em xá thay đổi một chút thì cũng Âu cũng là cái kế hoạch thôi. Để cho em có cơ hội phát triển những con vật nuôi khác. Sau này em bán đi rồi, em mua lợn rồi. Cháu Tuyên sẽ tiếp tục về quay chia sẻ cho các bác xem về những con lợn em nuôi như thế nào. Rồi là có những cái sự hỗ trợ nào của các bác để góp ý cho em xem là nuôi lợn phát triển nhanh thì nó sẽ sử dụng cái gì. Còn về vấn đề mà cám kiếc là không sử dụng được ở trên này thì thực ra nuôi cám thì vẫn được nhưng mà ở đây cám đắt quá. Cám đắt mình không có điều kiện để mua được anh ạ. Với lại nuôi cám thì trên này gần như không bán được. Khó bán. Khó bán. Khó bán. Thì người ta không mua. Kiểu như các chú bán toa về nó hơi phân biệt. Gọi là kén chọn. Nó kém chọn. Đó. Vì cơ hội họ chọn thì rất nhiều, vì nhà nào cũng nuôi mà, không phải mình nuôi đâu. Đúng rồi. Thay đổi cái cách phát triển kinh tế thì cũng là một cái tốt. Nhưng mà thay đổi cách từ từ, dần dần, đừng nên vội vàng. Anh nói với em như thế. Thay đổi một cách hợp lý và có những cái đường lui cho mình về sau. Đúng rồi. Đúng không? Ok, thế thôi được rồi. Các bác, các cô, các chú có những cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của em Xá? Và hôm nay cháu Tuyên đã đến và đưa câu chuyện lên đây. Để cho các bác, các cô, chú biết được là em Xá đang thay đổi như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với kênh Hoa của Núi và theo dõi đến cái thời điểm này. Cháu Tuyên cùng với gia đình em Xá đầu xuân năm mới cũng xin kính chúc tất cả mọi người, cô bác, anh chị và quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các bác một năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Các bác, hiện tại cháu Tuyên về một lô hàng mới là mật ong Bạc Hà. Cháu Tuyên vừa lấy được của bà con và rót lên được mấy chai như thế này. Ngoài ra thì cháu Tuyên để vào đây rất là nhiều này các bác này. Ở trong này đang lọc này. Và đây có mấy sách như thế này, rất là nhiều các bác nhé. Các bác mua mật ong về làm thuốc hay là về ngâm hoa đu đủ thì cháu Tuyên có sẵn ở đây các bác nhé. Đấy, có thể là các bác mua về các bác tự ngâm. Cái hoa đu đủ này thì được cháu Tuyên lựa chọn và phơi khô. Cái loại này đã làm sạch sẽ và các bác về chỉ việc đổ ra chai, đổ ra lọ khoảng một tháng là các bác uống được. Rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa các cái bệnh liên quan đến ung thư. Và cháu Tuyên hiện tại thì cũng đang phát triển một số món như là chẩm chéo này. Chẩm chéo thì tới này cháu Tuyên sẽ bán cho các bác thêm một sản phẩm nữa, đó là thịt khô các bếp ấy các bác.
bao gồm là thịt lợn gác bếp, thịt trâu gác bếp. Các bác về thì các bác có thể chế biến theo sở thích món ăn của từng người. Các bác mua thì thịt trâu gác bếp hiện tại bây giờ cháu Tuyên đã có và cháu Tuyên sẽ có những cái thức phim mới nhất gửi cho các bác. Và các bác mua ủng hộ cho cháu Tuyên thì cháu Tuyên sẽ đóng và gửi cho các bác sớm nhất nhé. Hiện tại bây giờ thì nhà cháu Tuyên có mật ong và ngoài ra thì một sản phẩm rất là quen thuộc nữa. Đó là trà mật hồng sâm, một trong những cái sản phẩm được các bác các cô các chú tin dùng rất là nhiều. Đặc biệt là cô chú anh chị đã đi cùng với cháu Tuyên rất là lâu rồi. Và các cái sản phẩm như thế này thì cháu Tuyên cũng đã bán rất là nhiều và được các bác cô chú tin dùng. Rồi là hiệu quả nó đem lại thì cực kỳ tốt các bác ạ. Đặc biệt là các bác nào cao tuổi thì các bác có thể mua về các bác sử dụng để cho giấc ngủ ngon cũng như là để tròn giấc. Đấy, mọi người đã mua và đã sử dụng thì để lại comment nhé. Rất là tốt này các bác nhé. Vừa đào thải chất độc trong cơ thể cũng như là làm sạch cái lá gan của mình. Nó rất là tốt cho cái việc bị mất ngủ. Ngoài ra thì cháu Tuyên có thêm nữa là măng khô. Măng khô đây là măng mầm đặc sản vùng cao nhé các bác ơi. Đây là măng mầm nhé. Cô bác anh chị mua về ăn Tết thì các bác có thể sử dụng ngâm và chế biến theo món ăn tùy thích. Có thể hầm với xương, tùy thích theo ý của mình nhé. Đấy, những cái sản phẩm như thế này rất là nhiều. Cháu Tuyên tâm đắc nhất là về chè. Hiện tại bây giờ thì cái sản phẩm này có thể sử dụng cho các bác làm quà, biếu hoặc là các bác có thể mua về để phục vụ vào những ngày lễ Tết ấy. Rất là tuyệt vời. Bởi vì bao bì cháu Tuyên đóng thì nhìn nó cũng rất là sang và đẹp nữa. Đó, các bác mua sản phẩm nào thì có thể liên hệ cho cháu Tuyên thông qua số điện thoại ở ngay bên dưới video nhé. Cháu Tuyên cảm ơn tất cả cô bác anh chị và quý khán giả. Những đơn hàng của các bác, những sự ủng hộ của các bác tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó là niềm động lực cũng như là sự ủng hộ của các bác đối với bản thân cháu cũng như là các em mồ côi ở trên vùng cao.